Sen suy nệ broa jut ở kít khar là bà ta chỉ bà dạy bớ đảng hiệu là gar nàng lỡ gớt tông gu mê làng bò in kít quá quần nàng ké rớ chào. Tam char an giang bớ bộ bà bà ta broa là gar tông gu lỡ xa tiếp bòn bà còn chào ít chào mở tía cơ bình nầm. Char lép bờ rớ ở thú bà tê khar chí. Cơ hẹt mơ bà còn chào hè. Bà tê khar chí Việt lép bờ tà lích rớ bà nát bà. Nàng tuần cú bóa lát xa tầm hiệu bình hát. Tầm tà lạch tía to sinh đàn hỏi là tía. Đù tía, giàu lầm, mở ghé rớ bà ta bóa rịp mệt tầm rạch kít. Đầu tiên, để khán giả trẻ tiếp cận thì nghệ sĩ cũng phải trẻ. Bất thầm, nàng hè găm con nòng sáp bên chát a lá chầu ghép ta chơi nụ là bằng tập bó lỡ chát bà ta tò bé tụ bà ta rất rơ tút tâm tò chờ gõ vô con nòng chát bà ta tiá ra từng kết rơ gây bớt bà nát âm nhạc đà lạch rấp lỡ chát rớ bà ta bùa về gần chiếc tầm xá mờ chiều nisco tâm hớ đà lạch bà ghé a lá bà ta kết rơ gây nàng bánh chát mang thanh âm nhạc a lá chào cơn nòm và ghép bà ta gân cơn nòm bánh sang bà ta hàm cơn bớ phần nhạc dầu. Cấp cơn bớ a lá bánh nhạc tết mờ a lá cơn nòm tết bề tò. Hơn nghe ngăn. A lá rớn rằng trở hợp tầm tú cơn hơn nhạc mờ lỡ a lá chào in cơn ngăn âm nhạc. Bớ chào rút nụ ghét rồi gầy, rớp ân trở chích bà ta cơ lưu sinh mở bó lỡ. Lớ cớ tía làm bà đang tía trả thân âm nhạc.